để lát gạch nền được bằng xi măng Hầu Dầu á, nó không có bị khô á, thì trước tiên anh em phải ngâm cái nền cho thật là no nước nha. Ngâm cảm thấy cái nền của mình nó không hút nước á, thì anh em làm nó sẽ không có bị khô và nó đủ nước, nó sẽ không có bị giật và vên chớp nha anh em. Rồi trước khi anh em lát gạch á, thì cái nền của mình nó đủ nước rồi, anh em quét cái lớp nước cho nó sạch nha. Trên cái bề mặt thì anh em kéo cái máng răng cưa thì nó rất là dễ nha anh em. Và anh em quậy Hầu Dầu bằng máy đánh bột nha. Khi anh em quậy Hầu Dầu đừng có lỏng và đừng có đặt quá nha. Đặt thì anh em kéo không được nha. Anh em quậy trong cái thùng xương nước đổ ra được là ok nha. Còn mà anh em lát bằng keo hoặc là anh em lát bằng Hầu Dầu mà có phụ gia thì anh em chỉ cần tưới sơ là ok à.